Chúng ta bước sang đoạn số 2. Đoạn số 2 này chúng ta sang hàng số 6, kết thúc hàng số 5 rồi chúng ta đã móc. Thì các bạn nối trượt vào cái ở đây, các bạn móc mũi đơn. Móc mũi đơn vào mũi chân cuối cùng này nhé. Sau đó các bạn lên cao 1 2 3 4 5 xích nhé. 5 xích rồi chúng ta bắt đầu móc như sau. Các bạn vẫn quấn vẫn là mũi kép 3. Quấn 3 lần này. Rút hẳn lên nhé. Này rút hết 1 2 3. Quấn vào đây. Này rút hết, quấn tiếp vào đây. Chúng ta coi lên cao 3 xích đã là một mũi rồi. Coi lên cao 3 xích là một mũi nhé. Thì lúc này các bạn sẽ móc vào điểm này cho mình. Có nghĩa là chúng ta móc vào cái đỉnh. Đây. Đỉnh của cái mép bên cạnh này mà muốn móc đơn. Tiếp theo các bạn lại móc cho mình mũi kép 3 vào cái chân bên cạnh. Đó là cái chân này. Đấy, chân rãnh này này. Rút 2, rút 2, rút hết, quấn 3. Được 3 mũi kép 3, 1, 2, 3, thì các bạn có 1 xích. Vẫn giống ở dưới chúng ta móc, nhưng mà đây chúng ta vẫn cùng chân. Đây, các bạn nhìn thấy 1 2 3 xích, 1 2 3 đã đủ một cái chân này, chân dưới này rồi nhá. Tiếp theo các bạn sẽ móc cho mình vào cái phần mũi đơn vào cái chỗ đỉnh lên cao này này, bên cạnh lên cao 5 xích này này bằng một mũi móc đơn. Sau đó các bạn tiếp tục móc cho mình như sau. Ở hàng này chúng ta móc vào. Vẫn như vậy thôi. Hàng 3 này, hàng 2. Đây, chúng ta móc tiếp vào đây. Cái rãnh dưới này. 1 này. 2 này. Ba này. Một xích. Đây các bạn nhìn thấy 1, 2, 3. Tiếp theo lại móc mũi móc đơn và đỉnh lên cao 5 xích của cái chân bên cạnh này. Cứ như vậy thôi. Thì đó là cách móc của hàng số 6. Ba mũi kép 3, 1 xích, 3 mũi kép 3 và móc mũi đơn và đỉnh lên cao 5 xích của hàng bên cạnh. Và tiếp theo các bạn sẽ móc vào cái chân này. Cứ như vậy cho đến hết hàng, thì đó là cách móc của hàng số 6. Các bạn cùng nhìn với cái mũ của mình đã móc. Đây, đây là hàng của chúng ta vừa móc đây. Đây chính là hàng vừa móc nhé. Đây. 1, 2, 3, 1 xích, 1, 2, 3. Móc vào đỉnh lên cao của cái mũi này đây. Một mũi đơn, sau đó lại 3 mũi kép 3, 3 1 xích, 3 mũi kép 3. Lại móc vào đỉnh lên cao 3 xích của 5 xích của cái mũi ở dưới. Cứ như vậy cho đến hết hàng, thì đó là hàng số 6. Như các bạn móc cho mình đến cuối hàng.
Đi đến cuối hàng thì các bạn nhìn thấy mình đang móc đến cái điểm này, mũi móc đơn và cái cạnh lên cao 5 xích này. Thế từ chúng ta móc mũi kép 3 và cái chân cùng cái chân cuối cùng của cái hàng dưới này này, tận dưới cùng đây này nhá, vì chúng ta đã vừa móc được ba cái mũi này rồi. Ba cái mũi kép 3 này này. Tiếp theo các bạn móc một xích này, nối trượt vào cái điểm này để chúng ta kết thúc hàng số 6. Đây các bạn nhìn thấy da mũ rất là to. Và từ đây chúng ta đã đủ được cái bán kính, có nghĩa vòng đầu của vòng đầu to 57 đến 58 cm, 56 đến 58 cm. Còn nếu các bé nhỏ thì các bạn nhớ là móc cho mình mũi kép đôi thôi nhé. Thì các bạn chỉ việc có nghĩa là rút ngắn khoảng cách ra. Còn đây là đối với các bé sơ sinh trẻ nhỏ chúng ta không áp dụng móc cái chát này. Nếu móc thì các bạn lại phải tăng ở dưới này nhưng không được thêm mũi. Không được thêm mũi nhiều ở cái hàng số 5 ấy. Đây là mũ áp dụng cho các cháu đang lớn tuổi teen hoặc là các mẹ trẻ. Có nghĩa là làm sao nếu như là các bạn mà muốn móc cho người già thì các bạn không làm quả bông, thế nhưng mà chúng ta lại móc bằng bo viền các mũi đơn ở các cái hàng cuối cùng thì đều được, và chúng ta sẽ chặn màu tối. Và đây mình hướng dẫn mũ này, mũ chung chung của người lớn. Tiếp theo chúng ta sang hàng số 7. Sang hàng số 7 các bạn móc cho mình như sau. Móc luôn mũi kép 3 và cái chân dưới này. Đủ 3 mũi các bạn lại một xích quấn len móc thẳng vào chân đó. 1 2 3 Đây là một cặp nhé. 1 2 3 1 xích 1 2 3. Chúng ta móc vào giữa cái khe đếm 1, 2, 3, cái rỗng giữa của cái con sò này bằng một mũi móc đơn. Tiếp theo các bạn quấn len 3 mũi và cái rãnh này này giao nhau giữa hai con sò chính là cái rãnh giữa này. Móc vào đây. Chúng ta vẫn quấn sợi móc kép 3. 1 xích quấn len nôi hẳn lên lại 3. Như vậy chúng ta đã được cặp tiếp theo xong thì các bạn lại vẫn móc vào cái rãnh giữa này đến 1 2 3 giữa đây một mũi móc đơn, và tương tự làm cho mình đến hết hàng và đến cuối thân mũ chúng ta đều móc như vậy. Thì các bạn móc vẫn ở đây. Một xích ba kép ở đây. Móc một mũi đơn và cái rãnh giữa này. Cứ như vậy cho đến hết hàng nhé. Các bạn móc cho mình đến cuối hàng. Thì từ đây mũ chúng ta bắt đầu nó cong xuống để nó rơi vào thân mũ. Đi đến cuối hàng thì các bạn nhìn thấy ở đây chúng ta có cái, có nghĩa là nhìn thấy nó đây, cái khoảng cách nó rộng ra như thế này. Thì các bạn sẽ móc cho mình như sau. Móc mũi đơn vào đây để chúng ta kết thúc hàng số 7. Khi chúng ta các bạn móc thì sẽ là móc mưu bò thì nó sẽ là cong hơn, và số cái phần bán kính của cái mũ này nó sẽ nhỏ hơn chiếc mũ này của mình, và nên nó cũng cứng hơn nữa. Sau này sẽ khum xuống. Chúng ta bước sang hàng số 8 và từ đây chúng ta móc các hàng, móc y hệt hàng số 7 này, có nghĩa là cứ 3 mũi kép 3
sau đó một xích 30 kép 3 và móc vào giữa của cái nhánh này, nhánh sò dây quạt này. Tiếp theo bằng một mũi móc đơn và cách móc vẫn tương tự y hệt như vậy thì chúng ta sẽ móc thẳng xuống. Cứ đến cuối hàng thì các bạn nhớ là giao nhau ở điểm như thế này. Cuối này thì các bạn móc một mũi đơn vào giữa đây để kết thúc của một hàng. Thì tổng nếu như bị bỏ các bạn móc cho mình tổng là 11 hàng đến 12 hàng. Như mũ này mình móc là 12 hàng. Thì các bạn móc cho mình đến 12 hàng, cách móc y hệt như vậy nhé. Đây, vừa rồi chúng ta đang móc đến hàng 6, hàng 7, hàng 8, hàng 9, 10, 11. Đây nhá, 6 này. 6 này. Đâu rồi? 6 này. 6 này, 7 này, 8 này, 9, 10, 11 và 12. Tổng các bạn móc cho mình mi bò 12 nhé. Còn hàng này mình móc sẽ móc đến 10 hàng. Thì hẹn gặp lại các bạn ở cái hàng số 12 của mi bò nhé. Mình cho các bạn học tất là mi bò cho dễ mua, bởi vì nên này giá thành rẻ và cũng vừa tiền, có nghĩa là màu sắc cũng đẹp. Đây các bạn lên cao 5 xích và vẫn móc vào cái chân này. Đây là 3 nhé, 1 xích nữa này. Đây là 3 vào đây. Mình móc điển hình cho các bạn 1 mũi để các bạn móc cho mình đến hết hàng số 12 để chúng ta vòng vòng nẹp mũ và xẻ gáy ra. Tiếp theo các bạn móc vào giữa cái sò này 1 mũi móc đơn và móc vào cái rãnh này bằng các cái cụm sò dây quạt như mình đã hướng dẫn ở hàng số 7. Chúng ta đang bước sang số 8 thì các bạn móc cho mình hết hàng số 12 để mình hiện gặp lại các bạn ở cái phần móc gáy này nhé. Mình kết thúc cái đoạn số 2 tại đây.